Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để có thể đăng nhập vào tài khoản Zalo trên máy tính hoặc là trên điện thoại không cần phải biết đến mật khẩu. Đó. Thì tính năng này khá là hay. Tuy nhiên nó có hai mặt của nó. Đầu tiên là cái mặt lợi là các bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Zalo mà không cần phải mật khẩu, cực kỳ nhanh luôn. Và mặt thứ hai là nhiều người đã lợi dụng cái tính năng này mà đăng nhập tài khoản Zalo của người khác bất hợp pháp hoặc là xem trộm chi nhánh của người khác. Đó thì mình không khuyến khích cái này nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện trên máy tính và cả trên điện thoại luôn. Thì đối với trên máy tính thì các bạn làm như sau. Thì đầu tiên các bạn lên trình duyệt Chrome. Sau đó các bạn lên cái trang web là chat.zalo.me. Thì khi các bạn đã vào cái trang web này rồi, đó thì nó sẽ xuất hiện cái mục để đăng nhập nè. Tuy nhiên các bạn, nó bắt các bạn phải đăng nhập vào số điện thoại nè và mật khẩu. Tuy nhiên các bạn không cần đăng nhập bằng cái hình thức này, và các bạn nhập bằng cái mã QR, các bạn tích chọi vào góc bên tay phải nè, nhập với mã QR. Đó, thì ở đây nó xuất hiện cái mã QR nè. Khi đó các bạn sử dụng cái tài khoản Zalo trên điện thoại của các bạn, thì các bạn sử dụng cái tài khoản Zalo trên điện thoại của các bạn thì các bạn mở lên. Xong rồi các bạn chỉ cần tích chọn vào cái dấu cộng nè, bạn click vào quét mã QR. Đó, khi đó các bạn chỉ cần đưa cái điện thoại của bạn vào cái mã QR này. Đó thì ngay lập tức nó sẽ tự động xác nhận và nó đăng nhập cái tài khoản Zalo trên máy tính luôn. Đó. Đó và cực kỳ nhanh luôn phải không nào? Đó thì với một vài thao tác cơ bản thôi thì các bạn đã có thể đăng nhập được tài khoản Zalo trên máy tính hoặc là trên một cái điện thoại khác bằng cái mã QR mà không cần phải biết đến mật khẩu. Ok, và các bạn cũng hoàn toàn xem được tất cả những cái tin nhắn ở trên này nha. Còn đối với trên điện thoại thì các bạn làm như sau. Thì các bạn cũng vào trình duyệt web Chrome, sau đó các bạn cũng lên cái trang là chat.zalo.me. Thì ở đây nó cũng bắt các bạn phải đăng nhập bằng tài khoản. Tuy nhiên để đăng nhập bằng cái mã QR không cần biết mật khẩu thì các bạn chỉ cần tích chọn vào dấu ba chấm nè, sau đó các bạn chọn vào là trang web cho máy tính. Thì khi đó cái trang web này nó sẽ chuyển sang cái giao diện dành cho máy tính giống như các bạn thực hiện trên máy tính vậy. Đó, thì ở đây như các bạn thấy, và khi đó các bạn chỉ cần tích vào cái dòng chữ là với mã QR. Thì đây nó cũng sẽ xuất hiện một cái mã QR. Đó, khi đó các bạn sử dụng một cái điện thoại khác và các bạn quét cái mã QR này. Xong rồi các bạn chỉ cần lấy cái máy mà các bạn đã đăng nhập cái tài khoản Zalo á, các bạn click vào cái dấu cộng trên đầu nè. Sau đó các bạn chỉ cần click vào là quét mã QR. Các bạn đưa tới cái điện thoại, sau đó các bạn quét mã QR, đó cực kỳ nhanh. Thì như vậy trên điện thoại kia nó cũng sẽ đăng nhập được cái tài khoản Zalo của các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để có thể đăng nhập tài khoản Zalo trên điện thoại hoặc là trên máy tính mà không cần phải biết tới mật khẩu. Thì nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like cũng như là đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Thì nếu như các bạn có thắc mắc hoặc là có chỗ nào chưa hiểu thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ok, và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.